Chào các bác. Bây giờ là 0:06 sáng. Như vậy là chợ đêm cây bonsai cây cảnh ấy, là đã bắt đầu rồi. Thì bây giờ tôi sẽ ra để thực hiện những cái video về về ký sự dân cây ban đêm ấy, bonsai cây cảnh ấy, để phục vụ các bác nhé. Đấy, thì cũng chia sẻ với bác ra xem hôm nay để có những cây gì và giá cả như nào nhé. Bác nào muốn kinh doanh thì liên hệ đi theo em nhé. Chứ em thì em không có kinh doanh cái gì hết. Chỉ ra quay clip để nhất là vui, thứ hai là để phục vụ các bác xem video nhé. Đấy. Rồi, anh em đi thôi nhé. Đi thôi. Đi thôi các bác nhá. Đi cùng em nhá. Thưa các bác, tôi đã đến cổng chợ rồi. Thật ra nói là chợ nhưng mà nó là một con đường lớn để người dân có chỗ tụ tập thôi, chứ không có biển hiệu hay gì cả. Quang cảnh của chợ thì tầm 12 giờ cho đến 1 giờ ấy, thì nó vẫn còn rất là vắng. Chỉ có cái khu ở bên trong kia kìa. Các bác nhìn đấy, nó có một số cây ở bên trong kia kìa, xa xa kia kìa. Nhưng mà tí nữa thì nó sẽ chật kín ở chỗ này, tầm khoảng 1 giờ nó sẽ chật kín cái khu này, cây cối từ hoa, các loại hoa, cây cảnh cho đến bonsai. Thì tôi thì quan tâm nhiều đến bonsai thôi. Rồi, đây, xung quanh cái chỗ này rất là rộng, tí nữa sẽ chật kín cây các bạn. Đấy, các loại luôn, từ người mua, người bán cho đến các loại cây cối. Còn phía bên trong kia là một số gia đình họ đi rất là sớm để họ bán sớm, họ về sớm mà. Đấy, tôi sẽ đi vào bên trong nhá. Okay. Tôi vừa mới chỉ cái khu vực xa xa này, có một số người đã bán hàng ở đây. Đấy nha. Một cây xanh rất đẹp. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, hy vọng có rất nhiều cây đẹp để cho các bác xem nhé. Lựa chọn. Đấy, cây xanh. Xanh chụp hoành. Không biết là đang giá là bao nhiêu, tí nữa tôi sẽ hỏi nhé. Quay qua cho các bác xem buổi chợ sớm như này. We'll be right back.
giờ các bạn, đúng 1 giờ. Đấy, chợ khác hẳn cái khu vực mà vắng vắng của đại điện, rất đông. Hoa giấy. Cây này cũng hoa giấy tím nhỉ? Mới trồng. Cây sứ đang bảo bao tiền đấy? Cây hoa giấy này bao nhiêu? Cây hoa giấy này. Và trồng. Trồng. Mới trồng nhỉ? Ở trong cái ấy chỗ nào chậu nó như này, chậu nhựa nó như này là mới chuyển chậu thôi đúng không? Có hoa rồi đúng không? Hoa thì nó cắt đi, nó đem mai nó chụp lên. Mình lấy về mình xây cái chậu khác, không cứ thích cái chậu này. Ổi. Ngày mai nó ra hoa. Con đấy cho cái chậu hoành tráng quá nhỉ. Dạ. Con ổi này cho cái chậu hoành tráng quá nhỉ. À, à, nhìn từ hoa là cái mập. Có cây hoa thì có cây đéo nào. Có lụ. Rêu riếc ác ấy nhỉ. Bọn này mình không bấm. Đúng rồi. Đấy vẫn để ngọn nguyên bản. Bật hết. Cái này là du hay cái du hay cái gì đấy? Hồng, du à? Hồng đỏ tươi chứ không phải hồng nhạt. Hoa cái có hoa đâu. Hồng đỏ tươi. Cái này là cái sai hoa. Du. Du du, du ấy. Cây hai anh em bày chung chỗ. Cây dâm bụt của nãy. Đây này cái duối này hay này. Để bàn được anh em cái bông á. À, nhưng mà thêm tí dăm nữa thì ok. Thêm dăm thì phải luôn. Được đấy. Thế bao tiền? 150. Anh cây nó bông rồi. Thật một cây này không đi chợ. Anh cam bấm vào thằng thế đúng không? Rồi, tí nữa là quất. Thế này là cái ngọt. Rồi. Tắt. Nó sau thì bắt sau đẹp hơn. Đâu em lo cho đâu. Mới trồng. Mới đắp rêu. Chưa xong đâu. Mới cho sang đây à? Thôi anh trồng đâu anh nhổ thoải mái. Em vừa đắp rêu còn cây trồng đâu rồi. Anh nhổ lên bốn nguyên buồn nó. Cái này em bảo bao tiền đó. Cái này cái này tí nữa lấy xem cái đã. Kinh nhỉ, con này chơi hẳn một máng này kinh nhỉ. Thị gốc nhài kinh nhỉ. Giờ kiếm con thị này hiếm đấy nhỉ, trong rừng. Ủa, nhiều cây hay đấy, mỗi hôm kia đều cây hay. Chích nhau à? Đấy, chơi gốc nhà đấy. Con này hay đấy nhỉ? Con này có phải là đúng là thị quả của mình đấy đúng không? Quả lá giống lắm. Vâng, nó là lai. Lai lá to. Hồi nãy nhìn lâu lâu không nhận ra. Con này hay đấy nhỉ? Người đang bảo bao tiền đấy? Hai con đi đi. Đang bảo bao tiền đấy? Bà kia bà lấy mấy con kia rồi à? Bà lấy đâu? Cái xe của mày đã đưa từ đây. Rồi, nó sai rồi. Em làm. Làm xe cho lên. Bà lấy mấy cây kia rồi. Sùng bé bé rồi có khoảng. Đâu anh? À, vâng được rồi. Gốc này bao nhiêu bác? Gốc này 250. Cái này này. Vâng, 250. Nhưng mà còn kia 200. Con to to. Con to to này 200 á. Con này 250. Chỉ có được cái quái chứ có vẻ. Chưa.
Con này cũng thế à? Vâng, hai con đi nhau anh. Phôi, phôi nguyệt quế. Cất đi. Vệ. Anh cứ để lại. Đây là cái quế á? Quế. Làm đôi này được. Quế bao tiền này? 250. Ủa thế cơ? Đẹp theo rồi. Nào quá. Cái này không thấy đây. Bạch Thiên Hương họ dành dành đi. Bạch Thiên Hương, ghê Bạch Thiên Hương. Cẩm Thị cái hay. Súng. À, quang cảnh của chợ đây. Ủa cái kia to quá. Cái chỗ vừa nãy tôi vừa quay ở cổng đây. Dân buôn vẫn tiếp tục đổ đến nhé. Các loại hoa luôn. Cho đến chanh. Sùng. Sùng này cao bằng đầu người. Đang có quả. Hả? Chưa đấy. Cái này bao tiền đấy của ai đấy? Của anh Thái á? Bao tiền? Còn vài 50 nhé. Dâm bụt à? À, giờ bán cả mua. Mà mua ai bán mà mua. Nè. Chưa có cái gốc nào. Quay lại các khu vực bonsai nhộn nhịp thế nha. Cái gì đây? Bạch Thiên Hương. Giá sâu sâu lắm à?
quay ngay cầm nào rồi anh đi mang cây đi lên trên này sang người nó cứ bảo là thì cây ổi này muốn đây mà nó cứ kêu cây của nhà thế à này, khách cũng bảo khách nào đấy cây sung này có quả ấy. Đừng quay cái này sách kiểu mẹ, rồi mẹ bảo là mua Hà đêm mua Hà Đông thật ra mình bảo mình mua Hà Đông mình bảo mình nhà ông đặt ông về ông xem người ông bảo đây quay về mà qua cái buôn bán là qua không thích đâu lộ hết cả giá. Đây, các bác biết sử dụng bản, nhiều khi đi quay này nó khổ lắm, có được cái gì đâu.